Việt Nam muốn trở thành trung tâm sản xuất vaccine ở Tây Thái Bình Dương. Chiều 24 tháng 6, Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, cùng ông Takashi Kasai, Giám đốc khu vực Tây Thái Bình Dương của WHO. Tại cuộc điện đàm, người đứng đầu chính phủ Việt Nam đề nghị WHO hỗ trợ và ưu tiên để Việt Nam sớm nhận được các lô vaccine tiếp theo của chương trình. COVAX cam kết trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số tỉnh, thành phố của Việt Nam hiện nay do biến chủng mới. Đồng thời, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị WHO ủng hộ và hỗ trợ Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực Tây Thái Bình Dương. Thủ tướng khẳng định năng lực của ngành y tế Việt Nam cũng như tiềm lực của một số doanh nghiệp Việt Nam có thể sản xuất vaccine đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đáp lại, Tổng Giám đốc WHO cho biết nguồn cung vaccine hiện đang thiếu hụt trên phạm vi toàn cầu từ nay đến tháng 9 2021 do tình hình dịch bệnh bùng phát ở các khu vực cũng như tình trạng tích trữ vượt quá nhu cầu ở một số nước, ảnh hưởng đến khả năng cung ứng của COVAX cũng như khả năng tiếp cận vaccine của các nước, trong đó có Việt Nam. WHO ghi nhận các đề nghị của Việt Nam sẽ được ưu tiên tiếp cận nhanh chóng các nguồn vaccine cũng như sớm trở thành trung tâm sản xuất vaccine trong khu vực và khẳng định sẽ cử các chuyên gia WHO và Việt Nam hỗ trợ nỗ lực nghiên cứu và sản xuất vaccine của Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Ông Tedros khẳng định WHO sẽ quan tâm và ủng hộ các công tác phòng chống dịch của Việt Nam, cũng như sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân và trong phòng chống dịch COVID-19. Cũng liên quan đến công tác phòng chống dịch, Thủ tướng Phạm Minh Chính mới đây giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu cho thí điểm sử dụng hộ chiếu vaccine với khách quốc tế đến một số trung tâm du lịch có thể kiểm soát được dịch bệnh như Phú Quốc, Kiên Giang. Đồng thời, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang xây dựng kế hoạch phương án quy trình thí điểm đón khách quốc tế đến Phú Quốc, báo cáo Thủ tướng trong tháng 7. Ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang cho biết, địa phương đã xây dựng các kịch bản đón khách quốc tế, đón khách nội địa, tổ chức cách ly, đón tiếp hậu cần. Một cách chu đáo cụ thể, tỉnh sẽ đề xuất chính phủ tiêm vaccine toàn bộ cư dân Phú Quốc, tiến tới đón khách quốc tế đến du lịch từ tháng 9 hoặc tháng 10. Hiện nay, việc triển khai hộ chiếu vaccine với khách quốc tế tại các đảo trong khu vực đang được đẩy mạnh. Từ ngày 1 tháng 7, du khách sẽ được miễn cách ly khi tới du lịch tại đảo Phuket, Thái Lan, với điều kiện tiêm vaccine COVID-19 và không tới từ các quốc gia có nguy cơ cao. Tương tự, Indonesia cũng lên kế hoạch thí điểm mở cửa Bali, Batam và Bintan. Hàn Quốc đang xúc tiến mở lại du lịch theo đoàn với một số quốc gia và vùng lãnh thổ như Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, đảo Guam, Mỹ.